Hello, xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một cái topic khá là quan trọng, đó là việc mà chúng ta tìm báo cáo tài chính tại các công ty thì chúng ta tìm ở những cái nguồn nào. Và nó thật thì đây là một trong những cái câu hỏi mà chúng tôi nhận được rất là nhiều, đặc biệt là trong cái bối cảnh từ năm 2017 đến nay ấy, khi mà cái chính phủ đã có những văn bản quy định về giao dịch liên kết, thì cái nhu cầu tham chiếu đối với cái nguồn dữ liệu độc lập của các cái doanh nghiệp liên quan thì chúng ta sẽ thấy là rất là nhiều. Và vì lý do như vậy, thế nên chúng ta cần hiểu là ở Việt Nam thì nguồn báo cáo tài chính sẽ lấy được từ những cái chỗ nào. Đầu tiên phải nói về quy định của pháp luật thì báo cáo tài chính chính thống sẽ được nộp qua một số những cơ quan nhà nước, ví dụ như cơ quan thuế, cơ quan thống kê hay là phòng đăng ký kinh doanh, sở tài chính hoặc là ban quản lý khu công nghiệp. Thì các bạn cũng biết là từ năm 2016 như vậy thì phòng đăng ký giữa Bộ Kế hoạch Đầu tư và Bộ Tài chính đã có một cái cơ chế liên thông theo thông tư liên tịch, và vì lý do như vậy thế nên hiện nay thì cái báo cáo tài chính sẽ không phải nộp cho cơ quan đăng ký kinh doanh nữa mà sẽ nộp qua cơ quan thuế, và cơ quan thuế sẽ chuyển dữ liệu sang bên đăng ký kinh doanh đấy. Thế nhưng mà chúng ta hiểu về cơ bản thì đấy là những cái nguồn dữ liệu này là nguồn dữ liệu chính thống mà doanh nghiệp nộp lên cho cơ quan nhà nước, và hiển nhiên thì với những dữ liệu như vậy thì sẽ do cơ quan nhà nước quản lý. Ngày trước thì chúng tôi thấy rằng là ở trên trang web của Bộ Kế hoạch Đầu tư ấy, trang đăng ký kinh doanh.gov.vn thì có cái thông tin liên quan đến việc mua dữ liệu báo cáo tài chính của các doanh nghiệp. Và thực tế thì tôi nhớ là chắc chắn là chúng ta có thể mua được dữ liệu của doanh nghiệp cho báo cáo tài chính của từng kỳ. Tuy nhiên bây giờ thì khi mà tìm lại tính năng này thì không còn thấy nữa. Thì tôi nghĩ là có lẽ là cái việc mua qua đây đã không còn dịch vụ này. Đấy. Ngoài ra thì chúng ta xem những nguồn dữ liệu nào khác là nguồn dữ liệu chúng ta có thể tham khảo. Ở đây thì có ba cái nguồn như sau. Nguồn thứ nhất đó là nguồn công bố dữ liệu của thị trường chứng khoán, và nó sẽ có một số cái kênh, ví dụ như là kênh công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đấy, kênh công bố thông tin ssc.gov.vn, như các bạn thấy này. Tôi vào cái trang này suốt từ sáng đến giờ thì nó cứ lag suốt thôi. Thì đây là một cái nhược điểm của nó, chắc là nó do cái kết cấu của cái do cái kết cấu của trang web như nào đấy. Ngoài ra thì chúng ta có thể tham khảo thêm trang của sàn chứng khoán Hà Nội, sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và của Hồ Chí Minh, thì hai trang web này nhanh hơn. Nhưng mà tuy nhiên thì nó thật là để mà lọc được tìm dữ liệu ở trên hai trang web này thì cũng khá là nhiều. Thế nên là các bạn có thể vào và các bạn tìm theo mã cổ phiếu thôi. Chứ còn về cơ bản thì nếu mà để mà tập hợp hết thì nó rất là nhiều. Đấy, thì chúng ta tìm ở trên các cái trang là HOSE và HNX để chúng ta tìm thì hiểu. Ngoài ra thì với một số những cái sàn chứng khoán hoặc là một số cái trang thông tin về chứng khoán như là cà phê F hay là như trên Stockbit này thì chúng tôi cũng tìm được rất là nhiều những cái thông tin hay ho về dữ liệu báo cáo tài chính tại các cái đơn vị đó. Thế thì chúng ta cũng có thể tìm ở những cái trang web này để chúng ta sẽ tìm kiếm, đúng không ạ, những cái thông tin liên quan đến báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Chúng tôi cũng có thấy rằng có một số công ty thì họ cũng tập hợp lại data của các doanh nghiệp và sau đó thì có thực hiện customize lại cái data này theo cái nhu cầu. Ví dụ như là Crestone thì có cái hoạt động đấy là có thể tìm kiếm được và tra cứu theo một số cái trường dữ liệu và theo công ty kiểm toán để cho có thể tiện cho mục đích, mà cái trang web này thì chủ yếu phục vụ cho mục đích là nghiên cứu về kiểm toán hơn là trang nghiên cứu về các mã cổ phiếu và để đầu tư chứng khoán như những cái trang web trước đấy. Nguồn thứ hai là nguồn chúng ta có thể tìm trực tiếp ở trên trang web của doanh nghiệp, nhưng mà tuy nhiên thì nó thật là bản thân nếu mà chúng ta là doanh nghiệp thì chúng ta rất là ngại công bố báo cáo tài chính lên nếu như không bị bắt buộc, đúng không ạ? Và vì lý do như vậy thế nên cái trang gần như cái nguồn thứ hai này này nó thật là nó cũng chính là cái nguồn thứ nhất thôi. Đó là những cái doanh nghiệp mà người ta công ty đại chúng, doanh nghiệp niêm yết người ta mới thực hiện công bố báo cáo tài chính và thường nằm ở trong cái mục là quan hệ cổ đông. Ví dụ như tôi tìm cái báo cáo quan hệ cổ đông của bên Thép Hòa Phát chẳng hạn, thì chúng ta sẽ nhìn thấy là ở trên này nó sẽ hiện ra là trên công bố thông tin này thì rất là nhiều những cái thông tin có thể download được từ trang web của bản thân các cái doanh nghiệp. Ví dụ như là đây là của Thép Hòa Phát chẳng hạn, đúng không? Đấy, thì nó sẽ có rất là nhiều thông tin và trong đó thì nó sẽ có thông tin liên quan đến báo cáo tài chính của doanh nghiệp, thì chúng ta có thể tìm hiểu ở trên này. Đấy. Thì tuy nhiên là nếu mà đây là những cái trang web về việc là đây là những cái trang web của riêng doanh nghiệp thôi, chứ còn là những cái công ty bình thường thì nói chung là ít người công ty người ta công bố cái này. Và ngoài ra thì cái dữ liệu này thì nó thật là để mà xác minh được thì nó phụ thuộc vào từng cái yếu tố, đúng không ạ? Để mà xác minh được thì nó sẽ
theo từng cái đặc điểm doanh nghiệp người ta công bố thông tin như thế nào, quy trình nội bộ của người ta, và cái thông tin trên này thì nó cũng là do nội bộ doanh nghiệp công bố lên, thế nên là cũng không cái tính thẩm định của nó thì chúng ta sẽ phải xem lại đấy, thì chúng ta sẽ có thể xem được ở trên này. Ngoài ra thì có một số nguồn dữ liệu khác ở đây thì chúng tôi thấy rằng hiện nay các cái công ty làm về giao dịch liên kết và một số bên công ty lớn thì khi mà muốn tham khảo tham chiếu về những cái dữ liệu thị trường, ví dụ như là dữ liệu về ngành, dữ liệu về những doanh nghiệp tương đồng, thì họ có thực hiện mua cơ sở dữ liệu thương mại của một số những cái bên lớn, ví dụ như là đây Origis đúng không ạ, hoặc là Thomson ở đây, thì đây là những cái nguồn dữ liệu rất là nổi tiếng, thì có thể thực hiện mua và trả phí, hoặc là nguồn thông tin mà các doanh nghiệp sẽ có thể tra cứu được từ những cái nguồn khác tham khảo của các cơ quan nhà nước, cái này thì tùy theo từng doanh nghiệp thôi đấy. Và thực tế thì đây cũng chính là những cái nội dung mà được quy định ở trong nghị định 132 năm 2020 và về những nguồn dữ liệu mà doanh nghiệp có thể tham khảo. Và như vậy thì tóm lại thì trong hiện nay đối với cái đặc điểm công bố thông tin của báo cáo tài chính tại Việt Nam thì cơ bản chúng ta sẽ có ba nguồn thông tin chính chúng ta có thể tham khảo, đó là nguồn thông dữ liệu công bố của thị trường chứng khoán này, nguồn dữ liệu công bố mà do doanh nghiệp tự công bố, hoặc là nguồn dữ liệu khác các bạn có thể tìm hiểu ạ. Và chúng tôi thì rất là mong sẽ nhận được sự đóng góp của các bạn đối với các bản tin này. Xin cảm ơn ạ.